cho nên chúng ta phải chia tìm cái nách lá, cái nách lá của nó ở đâu. Đó, mọi người chú ý cái khúc này nha. Đó là cái cách bí quyết đó mọi người. Ít có người chia sẻ lắm. Hôm nay cái cây này thì dễ rồi mọi người. Thì ở đây mình cắt xuống đây thì mình thấy. Hello, xin chào quý bà con, mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh của mình ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm cái clip chia sẻ về kỹ thuật rất là quan trọng mọi người. Kỹ thuật này là cũng hiếm có mà người chỉ cho mọi người lắm ha. Đây là kỹ thuật rất là quan trọng để cây dược chúng ta có cái những cái bộ lá nó đồng đều với nhau như thế này. Rồi cái kỹ thuật này thì Linh tạm gọi nó là kỹ thuật săn tìm nách lá trong đọt non ha mọi người. Rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị quý bà con mình cùng theo dõi cái kỹ thuật tìm nách lá trong bẹ non như thế nào ha. Rồi đây mọi người, cái cách mà tìm nách lá trong đọt non là như thế này. Là cái cách này là để chúng ta can được cái lá nó tròn, nó đều với nhau. Những cái lá nó ra nó sẽ đều đều với nhau, giống như vậy mọi người. Nó cân đối với nhau, chúng ta nhìn cây dừa đẹp chứ. Chứ không phải ví dụ như là như cái lá này nó nhỏ nè, rồi nó sẽ ra dài như thế này. Là cái lá này thì nó không cân đối, như ba cái lá này là nó không cân đối nè. Chúng ta phải can lại, can lại để cho những cái đọt non sau này nó mọc ra nó cân đối, tương tự như là cái cây này. Đó, cây này mọi người thấy ba cái lá nó rất là đều nhau. Đó, hình lá này hơi to chút xíu thôi nhưng mà nhìn tổng thể thì nó đều nhau. Đó, cái cách mà tìm nách lá trong bẹ non là như thế mọi người. Là cái tác dụng nó như thế. Đây, thì nó sẽ đều với nhau như thế này. Cái cách này thì rất là ít người chia sẻ ha mọi người. Thì ta cũng có một số cô chú anh chị á, thì cứ mua phôi bên Linh về chăm. Rồi cũng có một số chú anh chị theo dõi kênh của Linh á, hỏi tại sao cứ cắt mà lá nó cứ to rồi cứ nhỏ, nó không bằng nhau như Linh làm, nó không đẹp. Thì Linh cũng có chỉ qua tin nhắn nhưng mà mọi người cũng chưa hiểu lắm ha. Cho nên là bữa nay là Linh quyết định chia sẻ cái cách này luôn. Cái cách này thì thường là mọi người làm bonsai dừa này cũng rất là ít người chia sẻ. Nhưng bữa nay thì Linh quyết định chia sẻ cái bí quyết cho mọi người luôn ha. Đây mọi người, cái cách tìm nách lá thì theo như cái cách bẻ bonsai để chúng ta can á, thì thường là chúng ta can cái nách lá nó tới đây thì chúng ta cắt. Đó, thì thường như vậy á, là cái bẻ này nè, cái chiều bẻ này nè, cái bẻ này nè mọi người, nó sẽ cân bằng với nhau ngang ngang như thế này cho nó đẹp ha. Đó là cái điều này là Linh đã chỉ rồi. Còn một cái điều nữa để tìm làm sao cho cái lá này nè nó bằng tương đương, nó mọc ra hết, nó mọc hết lá luôn, nó sẽ bằng tương đương với cái lá này, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta đo, ví dụ như chúng ta lấy cái lá này, nó là nó tầm bằng một cây viết dao này ha mọi người, một cây dao của Linh nè. Chúng ta đo xuống đây thì nó nằm đâu? Nó nằm ngay đây. Đó, nó nằm tầm ngay đây. Đó, thì tầm ngay đây thì thường á, là chúng ta sẽ cắt xuống một ít như thế này là phân nửa. Chúng ta nè, chúng ta sẽ cắt xuống phân nửa là một ít như thế này là phân nửa, là Linh đã nói rồi nè. Đó, là chúng ta cắt phân nửa xuống. Phân nửa xuống ha. Rồi chúng ta bẻ nhẹ ra. Bẻ nhẹ ra thì cái nách lá nó nằm ngay đây rồi nè. Cái nách lá nó nằm ngay đây. Thì chúng ta lấy cái nách lá này người ta đo thử nè, và đo vào cái lá này là nó tương đương với nhau, để cho cái nách lá nó lòi ra là ok ha mọi người. Đó là chúng ta cắt ngang. Cắt ngang thì để cho cái bẹ nó phát triển cho cái lá nó không phát triển dài nữa ha. Tại vì bây giờ là cái nách lá của chúng ta nó đã tới đây rồi nè. Đó là nó tương đương với cái này, nó không phát triển cái lá nữa, nó chỉ bầu tròn thêm cho nó đẹp thôi. Nó chỉ phát triển cái bẹ này thôi mọi người. Cái bẹ này nè, nó sẽ lên cao bằng đây. Chúng ta cắt cắt bẹ buông xè thì Linh có nói trên kênh rồi ha. Cô chú anh chị nào mới xem clip này chưa biết thì có thể lục xem lại ha. Đó là chúng ta tìm ra cái nách lá. Nó cái chủ chốt ở đây là tìm cái nách lá. Như cây này thì dễ rồi mọi người. Thì ở đây mình cắt xuống đây thì mình thấy cái nách lá ở đây, thì mình đo đo thử nè. Đó, mình khỏi cần đo luôn nữa. Tại vì mình hướng dẫn cô chú anh chị thì mình hướng dẫn cho cô chú anh chị đo cho nó dễ. Còn Linh chỉ cần nhìn á, Linh cắt quen, Linh nhìn là Linh biết nó cân đối với nhau. Là chúng ta để như thế này nha. Đó, như thế này là chúng ta nó sẽ mọc lên là nó đều đều, ba cái lá nó đều đều với nhau ha. Rồi, Linh sẽ lấy một cái cây khác ví dụ cho mọi người rõ hơn nữa. Rồi, ví dụ như cái cây này là dễ hiểu nhất nè. Cái đó là Linh đang ví dụ đó.
ở đây là Linh đang ví dụ là chúng ta cắt xuống phân nửa, thì theo như Linh thường hướng dẫn là cắt xuống phân nửa vừa để cho nó mọc lên bằng nách lá cắt tiếp đó. Đây là trường hợp 1 là cắt xuống là thấy ha, là thấy cái nách lá ở đây rồi. Trường hợp 2 cái nách lá nó rất là dài, cho nên là chúng ta phải làm sao, như cái cây này nè, cái nách lá nó sắp bằng, nó sắp bằng hai cái nách lá này đó, là chúng ta nè cắt xuống thêm nữa nè, cắt xuống thêm luôn. Một là mọi người có thể cắt hết luôn, nó cũng vẫn phát triển lên một ít nữa là vừa mọi người. Hai là mọi người chờ một chút xíu. Đối với những cái, đối với những cái nách lá như thế này đó, chúng ta cắt ra luôn. Đối với những cái lá nó ngang bằng, nó sắp ngang bằng nhau rồi nè, cái này là ngang bằng rồi nè, còn cái lá chuẩn này là chưa nè, lên chút nữa thì chúng ta cắt như thế này thì một thời gian nó cũng phát triển lên chút nữa mọi người. Đó là mình đang nói về cái bẻ ha. Rồi bên đây là cắt luôn. Cái này thì trong cắt bẻ bông xè thì Linh cũng có nói là thì làm dừa thì cũng có một vài cách cắt thôi mọi người. Thì clip nào Linh cũng nói cho mọi người xem, vừa xem trên những cây dừa khác nhau thì mình thực hành nó dễ hơn ha. Đó thì cây này đây. Rồi chúng ta cắt cây như thế, bẻ bung ra. Rồi bắt đầu là tìm nách lá trong bẻ non. Đây là bắt đầu tìm nách lá trong bẻ non nè mọi người. Rồi chúng ta lấy cái lá này làm chuẩn, hoặc là cái lá này đó. Mà cái lá này thì mọi người để ý nè, cái lá này hư rồi, cho nên sau này chúng ta cắt bỏ, chúng ta không làm chuẩn mà cái lá này, mà chúng ta làm chuẩn từ cái lá này. Nè chúng ta đo nè, đó, nó sắp xỉ phẳng ngang đây ha mọi người, gần tới một cây viết. Thì chúng ta đo nè, từ đây gần tới một cây viết đó, thì ngang đây. Nhưng mà đây nè, là ngang đây thì chúng ta cắt xuống, chúng ta cắt xuống ngang đó, chúng ta cắt xuống ngang đó. Mọi người chú ý nha, mọi người chú ý khúc này nha, cắt xuống ngang đây, bẻ ra. Rồi mọi người thấy chưa, nó sắp bằng một cái cây viết nè, từ đây đến đây ở bằng một cây viết nè, tới cái chỗ này nè mọi người nè, tới cái chỗ này nè. Rồi chúng ta đo đó, chúng ta đo đó, là chúng ta cắt xuống đây. Mọi người để ý nè, vẫn chưa thấy cái nách lá đâu, nhưng mà cái khúc này và cái khúc này nó vẫn là tương đương với nhau rồi nè, tương đương đó. Nếu mọi người để như vậy luôn thì cái lá này nó sẽ phát triển dài ra thêm, thì sau này cái lá này nó sẽ dài hơn cái lá này đó. Xin bảo đảm với mọi người là sau này cái giá nó, lá này nó sẽ dài hơn. Cho nên đối với những cây dừa như thế này, mọi người cứ mạnh dạn cắt xuống, đi tìm cái nách lá của nó nằm ở đâu đó, để nó không phát triển nó thêm nữa mọi người. Cho dù nó dài hơn cái lá này một chút cũng vẫn không sao, chúng ta nhìn vẫn cân đối. Cho nên chúng ta phải chi tìm cái nách lá, cái nách lá của nó ở đâu đó. Mọi người chú ý cái khúc này nha. Đó, chúng ta cắt xuống thêm, vẫn chưa tới cái nách lá. Mọi người theo nè, à tới rồi nè, nè cái nách lá của nó nằm ngay đây luôn, nằm sát dưới luôn mọi người, để mình cắt ra cho mọi người xem luôn nè. Cái nách lá nó nằm ngay đây luôn đó, chúng ta đo thử nè, nó sắp xỉ bằng với cái lá này ha, nó sắp xỉ bằng với cái lá này đó. Đây là chi tìm nách lá trong bẻ non mọi người. Thì chúng ta cắt tới đây thì cái lá nó có cao lắm, nó phát triển lên được một chút nữa thôi đó, thì nó sẽ cân bằng ha, nó sẽ cân bằng với cái lá này. Sau này nó ra nó chỉ mọc cái bẻ này cao lên thôi, còn cái khúc này là cái bẻ vẫn mọc cao nghe mọi người. Nó kích thích lên là đồ, trong cái hột đọt non lúc nào nó cũng kích thích lên cho mọc cái bẻ lên cao. Cho nên mọi người cứ mạnh dạn cắt sâu xuống như thế này, tìm cái nách lá của nó, chúng ta đo như thế này đó ha. Là mọi rồi, nếu mà mọi người cắt xuống phân nửa thấy cái nách lá như, thấy cái nách lá như cây này thì cứ để ok, đó là quá ok mọi người. Còn đối với những cây này mà mọi người không cắt xuống tìm cái nách lá của nó nữa, để cắt ra chống ra cho cái lá nó phát triển, cho cái cọng nó phát triển lên mà cái lá không dài hơn nữa, thì sau này nó lên á, bảo đảm với mọi người cái lá này nó sẽ dài hơn cái lá này. Nó dài có khi gấp đôi, có khi gấp gữ. Tại vì khi nãy nó ôm ngang đây, thường thì chúng ta cắt ngang đây, ngang đây là phân nửa đúng không, theo cách Linh chỉ. Còn cái cách này là nâng cao hơn,
đối với những cây cái nách lá nó nằm thuốc dưới thì nó chúng ta cắt ngang đây, cái chúng ta để đây, cái nào nó phát triển từ đoạn này nó phát triển dài lên một khúc như vậy, tới chừng cái nách lá nó nhú ra như cái lá này là nó sẽ dài một khúc như vậy nè mọi người đó, mọi người hiểu chưa đó, cho nên chúng ta phải chi tìm cái nách lá nó ở đâu để chúng ta cắt cho nó tạo cái điều kiện cho nó bung cái lá ra, nó không có ôm mà để nó dài cái lá nữa ha mọi người đó. Cái này là mọi người dễ hiểu hơn nè, cái này Linh cắt rồi nè mọi người thấy không, chi tìm nách lá nè, cái nách lá nó nè đó, Linh mới cắt hồi sớm thôi, cái này Linh mới cắt hồi sớm thôi mà chưa lại lấy ra để làm clip cho mọi người xem dễ hiểu nè. Đó, cái lá này mọi người thấy không, đây nè, chi tìm nách lá nè đó, Linh lấy cái lá này làm chuẩn nè mọi người xem nè đó, khoảng tầm ngang đây nè, cái này là chuẩn luôn mọi người nè đó, tầm bằng luôn nè, sau này cái lá này nó phát triển lên nè, cái cọng này nó cao lên ngang đây, dài dài lên tới đây, nhưng mà cái lá này nó không dài, nó vẫn cân đối giống như những cái lá này. Mấy cái lá đầu này á thì nó nhỏ nè mọi người, lá sau này á là do là Linh nhiều quá chăm không kịp cho nên là cắt hơi trễ, cho nên nó hơi to hơn chút, nhưng mà là vẫn đẹp. Nhưng giờ tại vì cái này là gọi là hai tầng đó mọi người đó, chăm không kịp nhưng mà vô tình nó ra hai tầng luôn, tầng dưới là lá nhỏ ha, tầng trên lá hơi to một chút, rồi sau này chúng ta cứ tìm những cái nách lá này để cho nó mọc lên bằng nhau, bằng nhau, tương đương nhau, nhìn cái cây tổng thể nó rất là đẹp nha mọi người đó, rất là đẹp luôn. Để mình lấy một cái cây thành phẩm mình đã can nách lá cho mọi người xem ha. Rồi đây mọi người có thể xem cái cây này, lá nó đều với nhau này ha mọi người nè, đó nó đều với nhau, để mình lật xuống cho mọi người xem đó, đó mọi người thấy không, lá nó đều với nhau nè, nó tương đương với nhau. Cái này là Linh canh để cắt là nó mới ra được như vậy. Vậy nhiều cô chú hỏi là tại sao cắt không như Linh không được, thì đó là cái cách bí quyết đó mọi người, ít có người chia sẻ lắm. Hôm nay thì Linh quyết định chia sẻ để cho mọi người, để có cô chú hỏi á, Linh gửi cái clip cho cô chú thực hành, vừa xem clip vừa thực hành theo cho nó dễ ha, chứ chỉ qua tin nhắn thì rất là khó đó. Mọi người thấy nó bằng nhau không đó, mọi người cứ siêng năng gia chăm cho nó, chúng ta can những cái tàu lá đó, chúng muốn biết chính xác, chúng ta lấy cái đầu ta đo như thế này đó, còn quen rồi thì không cần đo mọi người, nhìn là biết thôi đó. Như cái cây này nè, mình mới chi tìm nách lá nó nè mọi người nè, mọi người thấy không nè đó, mình cắt sát xuống nè, để cho cái tàu này sau này nó ra nó đẹp hơn, nó đều với nhau nè, chứ chúng ta không chi tìm nách lá của nó là sau này cái lá trong đây nó sẽ dài hơn tất cả những cái lá ngoài đó, mọi người hiểu chưa. Thôi clip hôm nay thì cũng chỉ có vậy thôi mọi người. Thì Linh chỉ muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm cũng như cái kỹ thuật này, là cái kỹ thuật mà giúp cho cây chúng ta cân đối. Thì cũng rất là ít cô chú anh chị chia sẻ những cái clip như thế này, thì Linh thì cũng chia sẻ cho mọi người hết mức có thể, biết gì thì chia sẻ hết cho mọi người, để mọi người làm được những cây bonsai vừa đẹp để chúng ta chơi. Thì Linh có cung cấp phôi cây thành phẩm, cây phôi 2-3 lá. Thì cô chú anh chị nào muốn chơi những cái loại này, thì cô chú anh chị nào có nhu cầu về loại nào, loại thành phẩm hay là 2-3 lá phôi để về chăm Tết chơi, hoặc là có thể mua những cái loại phôi như thế này để chúng ta tự chăm từ nhỏ tới lớn, nó sẽ rất là thú vị mọi người. Trồng từ nhỏ tới lớn nó thú vị hơn chúng ta mua cái cây thành phẩm đó. Cô chú anh chị nào thích cái loại nào thì cứ liên hệ với Linh qua cái số điện thoại dưới màn hình ha. Mọi người cứ kết bạn Zalo với Linh hoặc là thay gọi điện cho Linh đó, rồi Linh sẽ gửi những cái hình ảnh cây dừa và video của những cây dừa qua Zalo cho mọi người ha. Cho mọi người xem, nếu thích cái nào thì Linh sẽ ship code bằng quát cho mọi người. Rồi clip hôm nay xin tạm dừng ở đây mọi người. Chúc mọi người một ngày làm việc thật là hiệu quả, cũng như là luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Và cũng chúc tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh, cũng như những cô chú anh chị đam mê cũng đang làm dừa và theo dõi những cái clip của Linh trên YouTube cũng như trên TikTok và trên Facebook fanpage của Linh, sẽ có được những cây bonsai
đẹp như ý muốn để chúng ta chơi chân trong nhà, trong phòng khách để đón tài lộc về cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau ha.